3 quả thù cay. Thực hiện sạch liều kia cho sạch liều 3 tháng, sạch liều trả thù 4.000 đô gần 100 triệu rồi, 100 triệu chia ra cũng đâu, cũng không có nhiều lắm em ơi. Chia nhiều người lắm. Chia chủ sở chia cho ở đây 6-7 thằng mà. Làm một con xin ra đi bó được không? Còn xin ra đi bó thì mình phải biết sau mới ngon. Ở ban xin ra rồi. Làm lại AP đi. Chơi mấy con mà chiêu định hướng mấy ông. Nếu mà mấy ông kiểu bị đầu game mà mấy ông bị thọ hay bị gì mấy các mấy ông dễ bị mất tập trung, cái mấy ông sai chiêu hụt không. Ví dụ ông chơi Thread hay Blitz á, đầu game em ông cái hụt một hai cái đầu là coi như là nguyên game đóng cái hụt không. Phải cứ bà gòn qua ra xem nó xuống. Không, phải là phải Benta. Qua ra là còn hơi non á. Benta trong tầm tay rồi. Nhưng mà đánh trên GG nó lạnh quá mấy ông, cống tay. Cái pha đó mà tôi đánh găng hay tôi đánh ở nhà là Benta kêu đó. Đánh giải cũng được nhưng mà đánh ở nhà là Benta kêu đó. Cứng gì mà tay chân cứng á. Vừa xong game là chạy xuống phòng là bật cái máy sấy lên sấy cái tay liền. Ok. Nice. Thôi được không ta, được không ta. Cái này. Cầm yên chạy ra đây, cầm yên chạy ra đây. Quay. À, hơi ẩu rồi. Được không ta. Thôi được. Ơi gì vậy? Ồ, Leona nó múa ghê. Ơi, mất con xe đơ luôn. Không có gần dưới nó dưới đây chặt đầu leader, không có gần nó dưới đây chặt đầu leader. Ơi, mày tính làm gì? Mày tính làm gì? Ừ, xong có chết hai không? Ừ. Xong có chết hai không? Ừ. Mày không chỉ được hả ta? Ê, chơi luôn á. Tờ gì mấy này? Trời ơi, bắn con ghiếp một cái. À, sub nó kiểu nó không hiểu ý á. Nè, đây. Vô thế hết rồi. Rồi, bọc sao đi, trời ơi, bọc sao đi. Cái ông Lena này cũng non quá. Thấy game nghỉ đua nha, cũng non quá. Vô thế hết rồi mà không biết chơi. Đó, lấy cái trụ đầu. Cái này để lên, team ơi. Follow me. Ê. Sao bắn hai nhát chí mạng liên tục luôn, có 25% chí mạng thôi. Bắn hai nhát chí mạng hai nhát. Lấy cái trụ đi. Rồi lấy được hai thách, anh lấy được hai thách nè. Chưa có hai súng kia nữa, súng này cùi vãi. Chưa có cây phi tiêu. Thôi này láo chơi luôn á. Đợi cho tôi. Ok. Cái kia. Ơi nãy phục. Hết sợ.
Thấy chưa, thấy cái gì, thấy cái dàn ninja chống cái pha đó chưa, không còn chết combo chết rồi đó. Dàn ninja quan trọng là cái lối lên đường của mình nó phải vận chuyển, không được dập khuôn. Ơi ừ má mới sẽ khóc luôn á, phải có nghe gì vậy. Ơi đỡ 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 cho tôi cái, đỡ cho tôi cái, đỡ cho tôi cái. Cái gì mà cứ tìm cái mít hoài vậy. Ơi gì vậy. Còn chạy chạy ngay vào luôn, chạy ngay vào luôn, chạy ngay vào luôn. Tớp nha má, thời gian đâu rồi, bắt ai 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 Z kìa, Z kìa, Z kìa. On ơi, Z kìa, on ơi. À, mọi đứa đánh thằng, chết rồi, chết rồi. Ok. Thật ơi, 4-4. À, quá lát mấy em ơi, phải cho hơi nguyện nha. Ê, mày, 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 mày. Nè, nó kìa cái vô ăn nè. À, tôi có thể chết quý vị, quý vị, quý vị, quý vị chết. Chết tôi, quý vị, chết tôi, quý vị, quý vị, quý vị. Chạy quá được phát, chạy quá được phát, chạy quá được phát. Ha ha, chạy 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 chết tôi à. Gà mà nó gà cái này quýnh luôn. Là chị gái phải giật